làm Vespa đi anh. Tưởng gì Vespa hả? Vào thẳng nhà máy mượn xe cho các bạn luôn nè. Đây là nhà máy Piaggio Việt Nam, nhà máy Piaggio lớn nhất khu vực châu Á. Xe được lắp ráp ở đây sẽ được xuất đi 11 nước trong khu vực, trong đó có cả những nước cực kỳ nổi tiếng và lắp ráp xe máy như là Thái Lan, Indo luôn nè. Ngoài lắp ráp các mẫu xe của Piaggio Vespa ra, nhà máy này còn lắp ráp các mẫu xe của Aprilia như là SR GT 125, SR GT 200. Nhưng mà SR GT 125 chỉ bán ở thị trường nước ngoài thôi. Vừa vào sảnh chính của nhà máy là gặp ngay siêu phẩm rồi. Đây là chiếc Primavera chạy bằng điện. Xe này hiện chưa bán ở thị trường Việt Nam, không biết là tương lai có hay không, nhưng mà nhìn đẹp quá ha. Đi vào phía trong là dây chuyền sản xuất. Ở đây có đầy đủ dây chuyền và linh kiện để lắp ráp tất cả các mẫu xe Piaggio và Vespa, trừ mỗi mẫu 946 huyền thoại. Mẫu đó thì phải lắp ráp ở Ý nha mọi người. Nhưng mà ở đây cũng có một mẫu thân vỏ của chiếc 946 nè. Nhà máy này cực kỳ rộng luôn. Mỗi mẫu xe sẽ là một dây chuyền lắp ráp khác nhau. Đây là dây chuyền sơn nè, và đây cũng chính là niềm tự hào của Vespa. Sơn cực kỳ đẹp, sơn thẳng lớn. Còn đây là bàn dyno nè. Bất kỳ chiếc xe nào muốn xuất xưởng đều phải được kiểm tra đầy đủ tất cả các tính năng an toàn cũng như vận hành của chiếc xe. Đợt tới là Vespa sẽ cho ra mắt nhiều mẫu xe mới đẹp đó nha mọi người. Tiếc là mình chưa chia sẻ được ở đây, nhưng mà mình khẳng định luôn là giao diện được đổi mới cực kỳ đẹp luôn, giống như là giao diện của mẫu combo chăm sóc da của Mustang Simplicity nè. Không chỉ có giao diện mới mà có cả thành phần mới nữa, như sữa rửa mặt có bổ sung thêm bơ hạt mỡ và glycerin giúp giữ lại độ ẩm cân bằng trên da, nên khi sử dụng da mặt sẽ sạch sâu nhưng không gây cảm giác khô khó chịu. Còn cả serum Vital phiên bản mới có bổ sung công nghệ encapsulation với phức hợp peptide, ngoài ra còn có cả niacinamide 5% hỗ trợ làm sáng da đều màu hơn. Cuối cùng là kem dưỡng ẩm, trong phiên bản mới này có bổ sung thêm cả công nghệ microbiome giúp củng cố hàng bảo vệ da và cấp ẩm lâu hơn cho da. Nhờ combo này mà mình cực kỳ tự tin khi đứng trước ống kính và mọi người. Đó cũng chính là lý do mình xuất hiện ở đây. Mình may mắn là một trong số những creator cùng với anh Việt, anh La Dung và Hiếu Bật Ho được Piaggio Việt Nam lựa chọn để chia sẻ một chút kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm về làm video cho các bạn tư vấn bán hàng. Cho bạn này chưa biết thì cách đây 9 năm mình cũng bắt đầu công việc trong ngành xe từ vị trí tư vấn bán hàng, nên mình cực kỳ vui khi được đứng đây để chia sẻ kinh nghiệm cũng như là đam mê của mình. Phải công nhận là các bạn trẻ bây giờ cực kỳ giỏi và nhanh nhạy. Chắc chắn sắp tới mọi người sẽ được xem rất nhiều video hấp dẫn đến từ đội ngũ tư vấn bán hàng của Piaggio Việt Nam. Nãy giờ lo cỡ chuyện mà quên mất mượn chiếc xe nào và quay cho mọi người nè. Mọi người thấy chiếc Aprilia RS 660 này được không? Hay là chiếc RS V4? Hay là mọi người thích Sprint? Mọi người thích chiếc nào thì nhớ comment cho mình biết nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.